Hiện nay các địa phương trên địa bàn tỉnh đang tăng cường các biện pháp phòng chống bệnh bạch hầu sau trường hợp phát sinh các ca bệnh trên cả nước. Trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, giữ gìn vệ sinh môi trường sống và rà soát tiêm vaccine theo độ tuổi quy định. Trạm y tế các xã thị trấn chủ động rà soát các trường hợp trẻ em từ 2 tháng tuổi trở lên chưa chủng ngừa hoặc tiêm chưa đủ mũi do tình hình thiếu vaccine trong những tháng trước đây, thực hiện tuyên truyền đến người dân khi đến thăm khám về các thông tin, giải đáp nhằm phòng chống dịch bệnh, hướng dẫn theo dõi sức khỏe và chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh lây qua đường hô hấp nói chung. Đẩy mạnh cái công tác truyền thông đấy để cho người dân người ta hiểu được, biết được là cái bệnh bạch hầu nó như thế nào, nguyên nhân, triệu chứng và cái cách phòng bệnh, tăng cường là ở đội ngũ y tế thôn rà soát những cái di biến động của dân số, nhất là những cái trường hợp mà đi về từ vùng dịch. Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã ban hành công văn số 1986 yêu cầu các ngành, đơn vị, địa phương thực hiện tăng cường công tác phòng chống bệnh bạch hầu theo khuyến cáo. Trong đó, Sở Y tế chủ trì tiếp tục triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống bệnh bạch hầu, chủ động công tác giám sát, phát hiện, xử lý sớm ổ dịch, tổ chức tiêm chủng vaccine, điều trị để bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của người bệnh, nâng cao năng lực trong giám sát, chẩn đoán, điều trị bệnh bạch hầu. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai các hoạt động vệ sinh phòng bệnh, đảm bảo môi trường sạch sẽ. Các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với ngành y tế, các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh bạch hầu, hướng dẫn người dân khi có dấu hiệu mắc bệnh phải đến ngay các cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời. Theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn để phát hiện sớm trường hợp mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh.